Shop trung tâm điện tử Thanh Huê xin kính chào tất cả các bác đang xem video của em. Và ở phía dưới clip thì có cái nút đăng ký và chuông màu đỏ. Các bác đang xem video mà chưa ấn nút đăng ký thì hãy cho em xin một nút đăng ký và chuông để không bị bỏ lỡ những video nào mới nhất đến từ bên em ạ. Và ngày hôm nay thì shop em tiếp tục cập bến con Lukman màu gold và về từ Nhật Bản. Có mặt tại shop em trong tình trạng là đẹp zin tuyệt đối. Với cái model là L507S25 mã. Và nhắc tới cái thương hiệu Lukman thì là được rất là nhiều các bác tín đồ âm thanh yêu thích và lựa chọn. Thì bên em tiếp tục cập bến những cái dòng âm ly Lukman đẹp và tuyển chọn tới để phục vụ các bác ạ. Với cái khuôn mặt là phai nhôm và các nút ở đây thì không hề có một cái nốt xước nào. Có hai cái núm to nhất. Vâng, bên đây là cái đầu vào tín hiệu input và bên đây là cái volume. Con này thì cực kỳ khỏe và cho ra cái chất âm thì tuyệt vời. Ở giữa là hai cái đồng hồ vu rất là đẹp luôn ạ. Thiết kế đơn giản nhưng mà vô cùng sang trọng. Và ngoài ra thì đây là cái speaker AB, A cộng B. Chỉnh bass, treble và lăng. Và cái model của con này thì cũng được dập chìm. Về các nút sử dụng các tính năng ở con âm ly này thì cũng không khác gì so với những cái con âm ly khác. Và bây giờ em sẽ quay chậm một vòng để cho các bác quan sát được chi tiết tổng thể của cái con âm ly này ạ. Khi em quay nghiêng thì các bác có thể nhìn rõ được cái tông màu cũng như là cái khuôn mặt của con âm ly này. Không hề có một cái nốt xước nào ạ. Dạ vâng, các nút đây và khuôn mặt không hề có một cái nốt xước nào đâu ạ. Và đây là cái hồi gỗ của piano rất là bóng bẩy luôn. Vâng, nhìn rõ có thể soi gương được ạ. Về cái bề mặt này, em cũng không thấy có cái nốt xước nào ạ. Còn cái mặt đằng sau, chút nữa em sẽ rút dây điện để quay cận cảnh cái mặt đằng sau cho các bác được quan sát ạ. Hai hông rất là đẹp luôn. Hầu như với cái dòng âm ly này thì các bác đều hiểu rõ rồi. Cho nên là em chỉ cần quay được cái độ đẹp của con âm ly cho các bác được chiêm ngưỡng. Và đây là màu của hai cái đồng hồ này. Bây giờ em sẽ tắt điện đi xem cái màu của nó sẽ như thế nào. Đây là màu của cái đồng hồ khi em đã tắt điện rồi các bác nhé. Hồng rất đẹp luôn ạ. Đây là mặt sau. Các đầu vào tín hiệu nói chung là tất cả đều đẹp. Con này thì có cái công suất là 270W và trở kháng là 8 ohm. Có kích thước chiều cao là 18,5 và chiều rộng là 46,5. Chiều sâu là 43 các bác nhé. Và em đã tính độ chừa của cái núm này rồi ạ. Và đây là mặt trên của con âm ly các bác nhé. Đó, toàn bộ thùng rất là đẹp luôn.
bên trên cũng rất là bóng bẩy, nhìn thấy rõ bóng điện của em ở bên trên. Nói chung là về cái con này ấy, thì rất là đẹp, không có điểm gì để chê các bác nhé. Và con Omni này thì bên em đang bán với cái giá là 48,5 triệu. Bác nào quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với em để được cái giá tốt nhất ạ. Cảm ơn các bác đã xem hết video của em. Ở video sau em sẽ test nhạc, mời các bác cùng em thưởng thức cái chất âm của cái con Omni này ạ.